đề xuất chi mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng một tin. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp. Dự thảo quy định nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn khác theo pháp luật. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí phân bổ qua Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương chịu trách nhiệm chi tiêu và đảm bảo điều kiện hoạt động. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, phân bổ qua Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm chi tiêu và đảm bảo điều kiện hoạt động. Nội dung chi gồm: phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo, thù lao cho biệt phái, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, sách báo, tài liệu, hội nghị, tiếp khách, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, công tác phí cho đoàn kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, chi mua tin, tài liệu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Mức chi thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể, phụ cấp trách nhiệm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, sách báo theo hóa đơn hợp pháp, hội nghị, tiếp khách, bồi dưỡng, tập huấn theo thông tư số 40/2017, thể thao ban tổ chức, mua tin tối đa 50 triệu đồng một tin, quản lý theo chế độ mật, khen thưởng theo nghị định số 98/2023, nhi đồng chính phủ.